lễ Easter á, để hàng năm á sẽ nhớ Chúa sẽ trở về từ phương đông, sẽ tái sanh từ phương đông. Chứ Chúa không á, mấy con quay luôn đi. Dạ. Thì lúc mà 2000 mấy năm trước á, khi mà người ta đóng hụ ba cái đinh rồi á, thì cái màn nó xong, nó như đóng phim thôi. Thì lúc đó sư phụ đã tiên tri 2-3 nghìn năm sau Do Thái lấy lại quốc gia của họ, thì đúng Do Thái lấy quốc gia của họ, rồi sư phụ cho bên Công giáo biết sư phụ sẽ tái sanh là người Á Châu, tức là Easter là phương đông. Nhưng mà bây giờ á, là ở Tòa Thánh Vatican với người Âu Châu á, đã biết sư phụ là Chúa Giêsu reborn, reincarnation, cũng là một cái linh hồn nhưng mà mang cái xác khác. Chỉ có một cái là hồi xưa đó, vì thời gian quá ngắn, có 3 năm, sư phụ không có giải thích được và không có nói nhiều được, chỉ kêu người ta thời đó ăn hiền ở lành thôi, chứ không có pháp môn, cũng chẳng có kinh điển, cũng không có ngồi thiền như vậy. Thì bây giờ qua mấy nghìn năm, cái trình độ con người nó khôn hơn thời xưa. Hồi xưa còn cưỡi ngựa bắn cung ăn thịt sống, thời nay văn minh hơn nhiều, thì đạo Công giáo cũng cần phải lên lớp để biết cái thứ linh hồn á, có thể đi một kiếp người 100 năm cũng là cái linh hồn là bất tử, phải không, đi qua một cái thân xác khác. Rồi từ cứ mỗi lần mình tái sanh, mình học hỏi tái sanh để mà làm một cuộc đời mới, để mà học những cái mới. Có thể kiếp này mình đầu thai làm người Việt, nhưng mà có thể kiếp sau mình đầu thai làm người Mỹ hay là người Mỹ đen. Cho nên bây giờ mình đừng có khinh dễ người Mỹ đen, hay khinh dễ người cùi, người nghèo hay là người bất hạnh, vì mình cũng có thể sẽ trở thành giống như họ ở một cái kiếp sau. Ý dụ nói chỗ này là ở bên mấy ngày hôm qua thủ nói chuyện với ông Thánh Peter, thủ là người nhưng mà thủ có thể nói chuyện được bất tất cả các vị, trong đó 12 tông đồ đệ tử của sư phụ tiền kiếp. Rồi sư phụ mới nói chuyện với ông Hữu Diệp ngày hôm qua nữa, thì ông nói là thế giới sau này sẽ đón nhận ngài và biết ngài đã tái sanh. Hôm nay ngài lập đạo mới để cho người Công giáo. Cái đạo này nè, cái dấu thiên tâm là cũng là thờ thượng đế thôi, không có thờ Phật. Phật chỉ là con của thượng đế, Phật chỉ là một cái công thức để học, để thăng tiến cái linh hồn, cho cái linh hồn nó khôn hơn. Mục đích chúng ta mang thân người chỉ là cho khôn hơn, chứ không phải mục đích chúng ta mang thân người để mà làm giàu hay là ủy quyền kỵ thế. Thì hôm nay Chúa đã trở lại. Chúa hôm nay tên là Ngô Tuấn Kiệt, sanh ở nước Việt, vì nước Việt sau này sẽ là thánh địa của thế giới, nó cũng giống như Jerusalem vậy đó. Thì 5 năm nay thù nói như vậy, hôm nay thù cũng nói như vậy. Những nhà gọi là thánh linh của Tòa Thánh Vatican hay những nhà thế giới, họ đều biết, nhưng mà họ chưa có ready, chưa có sẵn sàng để đến đây để thừa nhận sư phụ là Chúa Giêsu tái lâm. Tại vì sư phụ có 7 dòng hào quang, sư phụ trị bệnh được người chết, sư phụ có thể sống lại. Trong những năm qua ở đây sư phụ trị bệnh biết bao nhiêu người ở đây. Và sư phụ là con của Thượng Đế, Chúa Giêsu cũng là con của Thượng Đế, Phật Thích Ca không phải con của Thượng Đế. Tất cả các vị Phật đều là không phải là giống như con, mà con nó có những lợi. Tất cả ai cũng là con của Thượng Đế hết, nhưng mà Thượng Đế chỉ có 12 người con trai duy nhất. Còn những đứa con khác á, là cũng là Ngài tạo ra, nhưng mà nó ở giống như substitute. Thì sư phụ là một trong 12 người con trai của Thượng Đế. Và Thượng Đế đã sai sư phụ xuống đây 2000 năm về trước lập cái đạo Công giáo, 1000 mấy năm sau lập cái đạo Hồi giáo. Đến hôm nay năm nay thời đại là thế kỷ 20, sư phụ tái sanh lập ra đạo cũng là lập đạo. Có nghĩa là mình có thể đổi thân người, đổi cách nói chuyện, đổi sắc diện, nhưng mà mình không có thể đổi cái tánh được. Cho nên cái bản tánh của mình á, là nguyên thủy, hiền là hiền, giúp đời là giúp đời. Cho nên đi từ đời này sang đời khác cũng vẫn là giống nhau. Cho nên những gì Chúa Giêsu làm ngày xưa, nếu mà người nào nghiên cứu kỹ, tánh Chúa cũng giống nhau, chỉ là từ bi bác ái thôi.
giúp người thôi, khuyên người ta ăn thiền ở lành. Chẳng qua là vì bất cứ đạo nào ai cũng muốn giữ đạo và không có muốn hàng đệ tử con chiên mình sau này loãng đạo, thì mới có ăn những cái luật lệ, gọi là những cái luật lệ, gọi là cũng là tốt nhưng mà ngược lại nó cũng là xấu. Nghĩa là một đời một đạo, giống như bên Hòa Hảo cũng vậy. Người ta thời một đời một đạo, nhưng mà cái đó cũng có phần không đúng. Tại vì đạo nó sẽ thay đổi theo thời gian, theo năm tháng. Vũ trụ thay đổi mỗi ngày thì đạo cũng phải thay đổi. Huống hồ bên Công giáo, họ chỉ học bao nhiêu đó là bao nhiêu đó. Và đồng thời họ biết được có thần hồn, họ biết được có tái sanh, họ biết được có ma quỷ. Và họ đang tìm Chúa của họ. Tại vì Chúa của họ đến ngày tận thế sẽ cứu họ về trời. Nhưng mà hôm nay là rõ ràng tận thế, thiên tai khắp năm châu, địa chấn, lũ lụt, núi lửa ở đây là cháy hết. Rồi bệnh tật, nhất là bệnh tật. Rồi quốc gia nào cũng hung hăng là đi lấn chiếm quốc gia nọ. Rồi bom nguyên tử cận kề để mà làm tung cái quả địa cầu này. Rồi thiên ma Satan, tờ thiên ma là quỷ đỏ, tức là Trung Cộng, nó cũng muốn nhường cái quả địa cầu này theo cái ý nó. Đó gọi là tận thế. Thì Chúa nói đến ngày tận thế ta sẽ trở lại cứu hết các ngươi về trời. Thật sự lâu nay thù cũng đưa một đống người về trời chết từ Covid, chết đủ hết. Bao nhiêu nghìn năm nay lòng vòng ở những cái gốc cây hay bụi xó, vong linh đó, nó tụ tập vô đó. Thế thù cũng đưa họ về trời hết à. Bữa giờ đưa biết nhiều mấy hàng triệu, hàng tỷ người rồi. Và tiếp tục đưa họ về nữa. Tức là cứu trong cái vong hồn vô vi. Đâu phải người Công giáo chết cho món nghĩa địa một cái là được về trời liền đâu. Không có đủ phước đâu được về. Và trong vòng lúc mà chết mà không mang thân người thì con ma nó cũng thể đi giúp người. Thì nó cũng thể hại người. Nếu mà hại người thì bị điểm trừ. Còn giúp người thì được hôm nay siêu á, siêu về trời á, thì là được cứu. Và đồng thời Chúa cũng đâu có nói là khi Chúa trở lại, Chúa sẽ hiện thân ở giữa lưng lửng trên bầu trời để mà cho mọi người thấy đó là Chúa. Và đồng thời Chúa cũng có nói khi ta trở lại, tất cả các ngươi sẽ không ai nhận ra ta. Hồi xưa Sư Phụ có nói như vậy. Và đồng thời rồi Sư Phụ cũng có nói phước ai á ở vào hậu thế, tức là thời này hiện giờ của mình á, không thấy mà tin. Có nghĩa là khi Sư Phụ đã không còn cái bản ngã, không còn cái tự cao tự ái hay là tự tôn, và phải nói ra sự thật vì cha kêu phải nói, thượng đế kêu phải nói, con phải nói thì họ mới hiểu, còn họ không hiểu là lỗi của họ. Thì từ đó Sư Phụ mới dám nói Sư Phụ là Chúa Sư Reborn. Ở trên mạng mấy hàng đệ tử nó gần cận kề nó biết. Sư Phụ nói chuyện với Thánh Peter, nói chuyện với những người Công giáo mỗi ngày, nói chuyện với Thượng Đế mỗi ngày. Không ai lập đạo mà không có sự câu thông với bề trên, không có khả năng, không có thể làm được. Thiên ma nó sẽ chảm. Mà đến hôm nay mình nói thì những người cố chấp thì họ lại cho Sư Phụ là ngã mạng. Chuyện này không có ngã mạng. Nếu ngã mạng làm tỷ phú, đi chơi sướng, đi lập đạo, làm tôn giáo, làm tâm linh, ai cũng nói mình khùng, mình điên hết. Rồi nói những chuyện không có giống như là trong cái phòng lab của scientist thì họ cho mình là ảo. Nhưng mà thật sự không có ảo. Nếu ảo 5 năm nay nói cái gì trúng cái đó. Không có ai có khả năng nói được cái gì trúng cái đó. Ngày xưa ông Trạng Trình chỉ nói mấy điều thôi, trúng hết, mà người ta vẫn tôn vinh ổng. Còn hôm nay Ngô Tuấn Kiệt lên mạng nói chuyện từ năm 2017-18, đó là lệnh của Thượng Đế kêu ra phải nói, để mà cứu ai được giờ chót thì cứu. Nói đâu trúng đó, hôm nay mình nói, nghe sẽ thua, mình nói Trung Cộng sẽ thua, mình nói ông Trump trở lại, mình nói Việt Nam sẽ thay đổi. Mình nói đủ kiểu nào mà những gì nói ra đều mục đích là thương người, cho mỗi người có cái phòng, có một cái khoảng thời gian để mà dự bị, chuẩn bị cho gia đình mình được trọn vẹn, không có bị thiếu thốn chết chóc khi có
nạn tai xảy ra thì cũng là cái tâm từ bi lộ cơ trời. Lộ cơ, được lệnh lộ cơ, chứ không phải ai cũng muốn lộ cơ lộ. Người thường lộ cơ là không có đúng. Còn sư phụ là Chúa Giê-xu, sư phụ được lệnh của cha cho lộ cơ để cứu nhân loại. Người Công giáo hiện bây giờ có một số lớn họ tin đó, nhưng mà về cái ngã, không phải cái ngã là giống như gì, ở trong nước Việt thì lại sợ chính quyền, rồi sợ bà con anh em dòng họ, đủ kiểu sợ hết. Họ tin trong lòng rất là nhiều. Tôi không có lý do lên đây mà mấy cái máy quay phim này mà nói tầm bậy tầm bạ đâu. Nói là 5 năm nay bao nhiêu uy tín của đạo Thiên Tâm, bao nhiêu tài sản đổ lên núi 30-40 triệu tiêu tan theo mây khói sao? Đâu có cần phải nhận mình là Chúa Giê-xu. Nhưng mà mấy vị kêu hôm nay con phải nói là gì để cứu người Công giáo. Họ không có cần phải lặn hụp đi tìm ở đâu hết á. Chúa đang ngồi đây nè, đầu thai làm người Việt Nam rồi. Và đã lập ra cái đạo rồi. Cái đạo này có từ năm 79 mà chính thức ra đời là năm 2017. Thì cũng đã lâu năm rồi. Chúa không bao giờ bỏ con của Chúa. Chúa không bao giờ nói những cái lời sai để mặc dù cho cái dấu ngã dấu hỏi để mà phật ý của con của Chúa, để mà mất hết những cái lòng tin mà công lao Chúa đã tạo ra. Chúa không bao giờ làm chuyện đó vô bổ. Chúa chỉ nói lời thật, lời thiệt. Nhưng mà người nghe đó, cái phước lớn bao nhiêu để hiểu, cái trình độ cao bao nhiêu để biết, và cái trí tuệ có chịu lắng nghe và mở rộng hay không thôi. Chỉ sợ khi những cái trình độ thấp và cái bản ngã cao thì nó sẽ trở ngại. Chứ còn riêng phần Chúa lúc nào cũng mở rộng vòng tay. Chúa đã tái lập. Trời, mình là Chúa Giê-xu mà đệ tử mấy nghìn năm nay chế ra biết nhiều bài mà không có thuộc bài nào. Chúa ngày xưa Chúa sanh ra máng cỏ, hôm nay Chúa sanh ở dĩa hè cũng giống nhau. Hồi xưa Chúa là con thợ mộc, hôm nay Chúa cũng là con thợ mộc. Cũng giống nhau. Muốn trần á, đầu thai mang thân người á, chỉ mục đích duy nhất đó là làm cho cái linh hồn chúng ta được thăng hoa thăng cao, tâm an bình và trí tuệ sáng suốt rồi đi về. Nghèo hay là giàu nó không có quan trọng nữa. Cái người giàu mà chết thì nó chỉ hơn người nghèo là cái đám ma linh đình, rồi nhìn lại tài sản để lợi quá nhiều, con cái dòng họ họ cấu xé lẫn nhau để mà chia. Cái thần hồn vẫn đứng nhìn thấy những sự việc nhưng mà không có can thiệp được. Như là chết là bất lực thì nó đâu ích lợi gì khi mà để lại nóng tài sản. Mình để lại những cái gì hay, những cái gì đẹp, và những lời hay ý đẹp, và những cái phương cách để cho người sau lần mò đi theo cái gì mình đã develop, đã tìm hiểu được. Thì thêm tới chuyện này đã tìm hiểu được cái chân lý ở đời và đã để lại cuốn kinh Thiên Tâm, để lại cái đạo. Cái đạo nó như cái xa lộ, cái đại lộ. Còn con người chúng ta mà không có muốn đi đi đường ngay lối thẳng mà đi loạn choạng, đi trong đám rừng, đám bụi, thì chúng ta sẽ đạp gai, rồi chúng ta sẽ đạp những bùn dơ đất, rồi thậm chí chúng ta có thể bị những con vật, con rắn, con rít, con này con kia nó cắn. Thì người ngoài đời cũng vậy. Người không có đạo là người đi loạn choạng trong rừng rậm, có thể bị chết bất kỳ lúc nào và bị phỉnh gạt hay là bị gia đình tan nát một cách vô lý mà mình không biết tại sao. Là vì mình không có tìm hiểu cái triết lý xuất thế gian nó hay như thế nào. Mình cứ chạy theo thế gian, chạy theo
khiếp tay nghề, chạy theo cái bằng cấp, chạy theo cái học vấn, thì nó chỉ là một cái giới hạn ở trong cái đời người, chỉ là nó đem cho chúng ta có một chút xíu income, tức là thu nhập cao, chứ ngoài ra nó đâu đem lại bình an đâu. Còn học suốt thế gian nó đem lại sự bình an cho gia đình, cho hạnh phúc vợ con. Cho cái thí dụ để mà thực tế dễ hiểu, giống như hai vợ chồng ở một cái đồng quê ruộng, có một cái miếng ruộng chừng một công đất thôi, không có nhiều. Họ mỗi người có một bộ đồ thôi. Thậm chí ngày xưa có một cái gia đình kia không có đồ nữa. Mỗi lần chồng ra đường á thì vợ chồng mượn cái quần của vợ mặc, vợ ra đường thì mượn cái quần của chồng mặc. Nhưng mà họ sống rất là hạnh phúc, họ không có những cái nghi ngờ lẫn nhau, không có những cái tư tưởng để mà bỏ nhau. Đến thậm chí là những bữa cơm họ cũng chẳng có đủ cơm để ăn, họ phải chia nhau ăn. Nhiều khi người chồng giả bộ nói là anh no rồi thì chỉ có ra giường ăn ổi, ăn gì thêm thôi, nhường cho vợ ăn. Thậm chí người vợ thấy người chồng mình cần cái sức khỏe, vợ cũng giả bộ nói em no rồi, rồi vợ cũng lặng lẽ đi ra ngoài hái này hái kia ăn. Thì có những câu chuyện đó là thiệt chứ không phải là trong huyền thoại. Thời nay chúng ta nó khác hơn, chúng ta quá sức bận rộn với kỹ thuật cao cấp, hai thách lo này lo kia. Lúc chúng ta mới đi vô công ty làm việc, nó nhận 10 đồng một giờ là mừng. Rồi chúng ta cứ mơ ước 3 năm sau, ước chi tôi được lên 20 đồng. Nhưng mà thật sự đâu cần tới 3 năm, 3 tháng sau cái hạn nó lên stock dù dù, nó cho một đống. Rồi chúng ta vẫn chưa có đồng ý. Bây giờ lên tới 30 cũng không đồng ý, 40 không mấy, 50. Rồi cứ lên lên lên, rồi chúng ta lại sanh lòng tham. Chúng ta cần phải thêm bonus, rồi làm thêm một job nữa. Rồi cứ thế mà nó quay cuồng trong cuộc sống mấy chục năm. Đến một ngày cái thân của chúng ta chịu không nổi thì ngã quỵ xuống. Khi ngã quỵ xuống thì lúc đó nó đã muộn rồi. Người đã mang bệnh tật, có người bị stroke nha, có người bị tiểu đường nha, là và có người phải bị những cái chứng bệnh virus hay là cancer gì nữa. Thấy nó uổng phí một cuộc đời. Nó không có cần phải đến già để học cái triết lý suốt thế gian. Còn trẻ chừng nào, còn sức khỏe chừng nào thì chúng ta có cơ hội học suốt thế gian chừng đó. Tại suốt thế gian nó không có trường dạy, nó chỉ có những nơi giống như vậy, thanh bình. Và nó có những người đã từng kinh nghiệm đi trước chỉ lại, sư phụ kinh nghiệm đi trước chỉ lại. Sư phụ không phải là thầy, sư phụ chỉ là người messenger, ngày đầu là người truyền tin cho Thượng Đế, thời Đệ Tam Thế Chiến. Đệ Nhị Thế Chiến là ba đứa ở Spain, còn Đệ Tam thì đây là thiệt. Còn sư phụ là con của Thượng Đế là thiệt. Sư phụ Chúa Giêsu tái lâm là thiệt. Còn Phật Di Lạc là một cái danh từ, là Di Lạc An Cư Lạc Nghiệp. Sư phụ là Di Lạc số 2, Đức Quỳnh Phổ Sổ là Di Lạc số 1. Khi chúng ta gặp được những người xuất chúng, gọi là Bồ Tát sống ở phàm, thì chúng ta đó là cái phước gán mà nương theo để mà được thăng tiến cái trí tuệ. Ai theo sư phụ đều là có trí tuệ hơn nhiều người. Nếu mà gẫm gẫm, các đệ tử cứ ngồi coi lại, trước khi gặp Thiên Long Sơn, trước khi lên Thiên Long Sơn, trước khi gặp Thiên Tấn Kiệt, mình cư xử với mọi người thế nào, mình sống như thế nào. Hôm nay qua bao nhiêu năm gần sư phụ, gần Thiên Long Sơn, nghe phụ nói chuyện, mình thay đổi như thế nào. Tất cả những gia đình đều hạnh phúc, không có đổ vỡ. Tại vì biết nhường nhịn lẫn nhau thì đâu có đổ vỡ. Tại cái ngã không còn nữa. Cái núi này lên đây chỉ có một cái là hiền thôi, không ai lên đây mà giữ được hết. Thì theo Thiên Tấn Kiệt này là chỉ có học hiền, học khôn. Trên này không có sân si hơn thua, trên này không có tiền bạc. Ai lên núi Thiên Long Sơn mà nói tiền tiền bạc bạc thì là sai. Lên đây chỉ là cái tâm thôi.
Núi này là núi của Thượng Đế. Thượng Đế đã cho con của Ngài một số tiền không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để mà dìu dắt nhân loại đi về trời. Thì việc này chỉ làm theo lệnh của cha. Con cứ mua núi, mua đất, để sau này tất cả những đứa con ngoan của Thượng Đế tụ tập về Thiên Long Sơn để mà lên Thiền Bát Nhã để mà về trời. Thì đây, Thiền Bát Nhã cũng là đây. Thiền Bát Nhã trong kinh Đồ Nói thì người thường cứ nghĩ là chiếc thuyền thiệt. Nó không phải như vậy. Nó là cái núi này là chiếc thuyền nè. Lên đây mà gặp được người hiền xung quanh ngồi, gặp được sư phụ, mỗi thứ bảy ngồi đây nói chuyện vu vơ. Bây giờ chỉ nói chuyện đạo thôi, không có nói chuyện chính trị nữa. Đây, chính trị Việt Nam bây giờ rất là nhạy cảm. Nói thích ông này, không thích ông kia cũng giận. Rồi nói thích ghét ông nọ, không ghét ông kia cũng giận. Cho nên cuối cùng không ghét, không thương ông nào hết. Không thèm nói chuyện luôn. Tô Lâm, Bác Dũng, Bác Phúc rồi kệ mấy ông làm gì mấy ông. Không đếm xỉa vô nữa. Đó là cha mới ra lệnh, không có cho nói chuyện với mấy ông đó nữa. Ai khôn thì sống, ai dại thì bị gì cứ gán bị. Khi nào mấy ông kiếm sư phụ cầu cứu thì qua mai. Nó không có nói trước để ông né nữa. Đó là cái nghiệp của mấy ông. Chúng ta xuống đây là học là để làm trời, có đâu mãi mãi làm người thế gian. Thì vì khi chúng ta mang thân người á, thì chúng ta cần phải đi học chữ để mà có nghề có nghiệp, có ngỗng để làm có tiền nuôi vợ nuôi con, mua nhà đồ phải không, mua xe mới đồ thì là thân người. Nhưng mà con người chúng ta có cái linh hồn, trừ khi chúng ta là không có linh hồn, hoặc là ai tin mình không có linh hồn thì không cần phải học xuất thế gian. Tại cái linh hồn nó bay về trời, nó là xuất thế gian. Mà có những người khi mà chấp vào thế gian nhiều quá thì sẽ quên đi cái phần xuất thế gian. Mà khi nghe những người khác nói chuyện về xuất thế gian, triết lý của xuất thế gian á, thì họ không có chấp nhận để nghe, là gì cái này chưa bao giờ được nghe. Chưa bao giờ được nghe không có nghĩa là không bao giờ có. Có ai bắt được con ma chứng minh trong cái bàn láp là có con ma đâu. Cả ông Einstein còn chưa bắt được con ma trong đó mà. Hàng mấy nghìn năm nay người ta chỉ thấy trong cái video hay trong hình thôi. Thì chúng ta mang thân người thì phải học xuất thế gian. Học xuống đây là học, làm thần, làm thánh. Ví dụ như mình mình vẫn ăn mặn nha, không biết tu gì hết, không đạo công giáo, cũng chẳng đạo Phật, mình không có biết đọc kinh đọc gì hết, nhưng mà mình có lòng trung nghĩa. Hễ mình nghe giặc Tàu đến đánh, giặc Miên đến đánh mình thì mình cũng xung phong đi nhập ngũ để mà giữ bờ cõi, thì mình chết mình được thành thần, đi lòng trung nghĩa làm thành thần. Còn khi mình làm thánh thì mình phải đi ra rao giảng, hay là mình đi ăn chay làm lành, rồi mình dạy người ta làm từ thiện cúng dường thì mình làm thành thánh. Còn khi làm Bồ Tát thì nó lớn hơn chút, phải hy sinh tài sản, hy sinh mọi thứ, sĩ giả của đời, khinh khi của đời, và đồng thời tiền tài phải hy sinh là chuyện bắt buộc, và đồng thời phải dấn thân vào đời để mà chia sẻ nỗi khổ của đời. Thì khi mình chết mình thành Bồ Tát. Cho nên có những cái tầng cấp mà để khi chúng ta đạt được, để cho cái linh hồn của chúng ta đạt được, là chúng ta phải làm từ bây giờ. Thì coi cái mình hợp với cái nào, khả năng mình làm Bồ Tát thì mình bỏ hết tài sản đi để mình làm Bồ Tát. Còn mình làm thánh thì mình phải học triết lý ra, mình giảng dạy cho ta mình làm thánh. Còn mình làm thần thì mình đi ra giữ bờ cõi, giữ biên cương, thì mình làm thần giống như mấy ông lính, sinh với tướng, tử với thần. Rồi muốn làm Phật, cái đó cũng hơi căng đó, là mấy triệu tỷ năm. Thì chúng ta phải bỏ hết, chúng ta phải vô rừng ngồi,
chứ. Và đồng thời chúng ta chết cũng phải rủ xác trong rừng. Rồi nếu chúng ta muốn làm đại đại Phật thì chúng ta phải phải cắt máu cho cọp ăn, giống như Phật Thích Ca thời xưa thấy có con cọp, nó có đàn cọp con, rồi cái cọp mẹ nó không có đòi ăn, nó ốm, cọp con không có cho sữa cho cọp con nó bú, không có đủ sữa, thì lúc đó Phật đó mới lấy tay này cắt cái máu để vô miệng cho con cọp mẹ. Cọp mẹ nó uống xong cái cọp mẹ nó có sức thì nó phải làm gì, thì nó thấy có người ngất xỉu nằm đó thì nó nhai luôn. Thì Phật hy sinh nguyên cái thân mình cho con cọp ăn để mà con cọp có sức để mà nuôi một đàn cọp con. Thì nếu mình muốn thành Phật thì mình phải có cái tâm như vậy, gọi là bi chí dũng, tức là Phật đâu có sợ chết, là dũng cảm từ bi, là thấy cọp con nó không có sữa, cọp mẹ không có đủ sữa cho cọp con bú, mấy cọp con sẽ chết khô sao, đó là từ bi trí tuệ. Thì Phật biết là một cái thân người vô thường, khi bỏ cái thân đó thì Phật sẽ đi có một cái thân khác. Thì nếu mình làm Phật thì mình phải có cái lòng vĩ đại đó. Còn mà thành Phật á, nó không có hẳn là mình phải có bằng PhD hay là đại học mà mình thành Phật. Ngày xưa là Bồ Đề Đạt Ba rất là thông minh, là giống như anh em với Phật, là dương gia mà, thì học ở trong hoàng cung. Nhưng mà khi Bồ Đề Đạt Ba còn ham quyền, ham chắc, cũng đi theo Phật tu, cũng biết tu. Phật thì cần có mái nhà che, cần có chỗ và cần đi vô thành phố để mà giảng dạy cho quần chúng, tại vì nó số lượng đông, quần chúng cũng phải cần có mái che để ngồi, đúng không? Phải có chỗ ăn uống no ta mới ngồi nghe dạy, nghe Phật nói chuyện được. Và đồng thời Phật đi đâu cầm cái bình bát, ai cho dạng đó. Mà bên Ấn Độ thì ăn cà ri gà, cà ri cá hay là gì cũng cà ri, rồi những cái đồ ăn mặn á gọi là tam tinh nhục, ai cho gì Phật ăn đó. Phật không có chấp đồ ăn, không có Phật cho đồ chay thì ăn chay, cho đồ mặn thì ăn mặn. Thì ngày xưa Phật hành đạo là như vậy. Nhưng đến khi Bồ Đề Đạt Ba cứ nghĩ, ồ, Thế Tôn là Thái tử sẽ làm vua, mà còn bỏ ngay vua mà đi tu á, mà còn ăn mặn, mà còn không có chịu ăn chay để cho, tức là lý do thì cái kiểu gì cũng lý do, rồi còn giảng đạo thì không chịu ra gốc cây ngủ mà cứ đi tìm cư xá, tức là vườn Kỳ Đà đó, ông Kỳ Đà ông tặng cái vườn đó, rồi xây cái nơi để mà thuyết pháp. Cái lúc đó Phật có khoảng 1.000 đệ tử, cái 500 người nghe ông Bồ Đề Đạt Ba nói rất là có lý nha, trời ơi, ông này ông tu thiệt á, theo ổng tôi có tương lai, tại tôi cũng có tiền, tôi bỏ ngai vàng, bỏ chức vị, bỏ tài sản tôi theo, mà gặp cụ đàm tức là Phật Thích Ca, Tất Đạt Đa tức là cụ đàm, ổng cũng còn giảng pháp ở trong nhà nghe, ổng còn ở trong thành phố nghe, còn Bồ Đề Đạt Ba thì đi ra rừng ngồi ngủ, mỗi người tìm gốc cây ngủ nghe. Ông này có bộ là tu cao hơn là Phật Thích Ca. Cái 500 tăng đoàn tách ra làm hai phân nửa, thì nhất tự nhất sư á, thì không muốn phản thầy mình, ở lại với Phật. Còn phân nửa đó thì nghe ông kia có cái thuyết rất là hay, chạy theo. Tức là phân nửa chạy theo bên ông Bồ Đề Đạt Ba ăn chay vô rừng, ngủ gốc cây. Nhưng mà cái tâm của Bồ Đề Đạt Ba là muốn chiếm cái chức giáo chủ, chứ không phải là cái hình thức mà là hiền. Còn Phật Thích Ca thì ngài buồn, ngài chả có giải thích được. Ngài chỉ biết là khi chúng ta tu là tu cái ở bên trong cái tâm, và đi khất thực thì bá tánh mà đâu có phải nhà nào cũng có đồ chay, thì người ta cho cái lòng, cho người ta ăn cái gì người ta cho cái đó, thì Phật nhận cái đó, thì Phật ăn cái đó, thì trong đó cũng có cá, cũng có gà, mà đồ gọi là tam tinh nhục.
Còn ở trong rừng thì bá tánh ở trong đó xa quá, làm sao mà để mà nghe những cái lời Phật dạy. Thì ngài cũng cần có một cái chỗ cũng như Thiên Long Sơn vậy, đi về đây mới nghe được tiếng sư phụ nói, đúng không? Thì cuối cùng Phật cũng không cần giải thích, Phật bỏ Phật đi một thời gian. Sau này từ từ khi mà thấy Bồ Đề Đạt Ba cấu kết với vua A Dục, rồi vua A Dục lại kèm chế vua cha, bắt vua cha bỏ tù và để cho vua cha chết đói. Bà hoàng hậu mỗi lần vô thăm thăm chồng á, tức là mẹ của ông vua Dục á, là phải tha lên trên người nè, tha trên da mặt ông, rồi cái vô để cho ông vua ông liếm để mà sống qua ngày. Nhưng mà cuối cùng á, vua cũng bị chết đói vì thằng con của mình nghe lời của Bồ Đề Đạt Ba để mà chiếm gia ta cái vương vị. Đó là câu chuyện. Rồi sau đó Phật đi hành hương giảng pháp trong những kẻ rừng, Bồ Đề Đạt Ba đi tìm đá ở trên để mà xô xuống để cho mà đè Phật, để cho Phật chết. Cứ là đồ tìm đủ mọi cách để mà hại Phật, nhưng mà hại đâu có được. Thời xưa thì cũng như thời nay thôi. Cho nên mình tu là tu từ cái tâm, chứ không phải tu từ cái tướng. Hồi đó Đức Thầy cũng có dạy, ở thời mạt pháp, ai mà theo âm thanh và màu sắc thì người đó đi sai được. Mục đích của mình nãy giờ nói thì nó ra cái đời tài này nó hơi xa, chứ nói về chuyện Phật nó hoài cũng hết. Tại vì hồ hồi xưa năm 2007 đi tu á, là đã hiểu hết rất là nhiều kinh Phật, Tam Đại Tạng Kinh, rồi hiểu hết những câu chuyện của Phật. Có một cái câu chuyện, có một ông thợ hớt tóc, ông tên là Ubali. Ông nghèo lắm, ông ngồi từ sáng tới chiều á, cỡ làng nó cũng chả ai tới hớt tóc ổng. Hớt tóc giỏi lắm, đựng cái đầu của hàng xóm. Hàng xóm nghèo tự nhà ta ủi còn hay hơn là đi kiếm ông thợ hớt tóc. Thì tốn tiền mới không ta nghèo mà. Thì ông hất ế lắm. Thì cái ông ở đó. Thì có một ngày kia một đoàn ngựa kể. Ông đoàn ngựa kể rầm tới. Toàn là vương gia. Mặc áo lông bào, mão hộp sòn kim cương rồi không à. Rồi cái mới tới đó thắng ngựa lại. Mới nhờ ổng lấy đồ cạo tóc. Cái ổng cũng nghe lời, ổng cạo. Ổng cạo thì đúng ra được có cắt giống như bây giờ là 25 xu rồi, là dữ lắm mà, không đô la thôi phải không? Rồi cái mười mấy ông, tại những người đó là trong dương gia của triều đình đó, tại lúc mà Phật Thích Ca đi tu trong rừng đó, thì mấy ông này cũng chạy theo Phật phải không? Trời ơi, ông này ổng sắp làm vua mà ổng thích làm vua, mà ổng còn đi vô rừng, có nghĩa là có cái gì hay hơn đó phải không? Cho nên mấy ông này chạy theo. Rồi mười mấy ông sau khi cạo đầu hết, bắt đầu tính, có một ông mà tính cho tiền mà cho nhiều lắm. Cái ông kia mới nghĩ, hey, mình đi vô rừng, mình đi theo Cù Đàm đi tu, mình đâu có cần mấy cái áo lông bào này. Rồi mấy trong cái mão của họ với áo họ là toàn là hộp sòn kim cương, ngọc phỉ thí được không à, thứ dữ được không à. Cái tự nhiên ông nào cũng kể, một ông kể thảy xuống chảy cái một đống áo lông bào, có những ngọc ngà kim cương nội trong đó vàng rồi mạ lên đó, mão rồi nữa. Cuối cùng chỉ mặc cái áo thô vải thôi. Cái ông U Bà Ly á, ổng trời ơi, ổng nhìn mà ổng không tưởng tượng nổi luôn đó. Ổng giống như bị người bị say rượu, cũng giống như mấy bác bữa mà Phạm Thượng với Thụ mà bị say rượu, giống như giờ đang bị say rượu vậy. Cái ông và cái mấy ông này ông nói ta tặng cho tất cho nhà người hết, ta chỉ mặc áo thôi, cái áo thô vải ở bên trong thôi, tại vì bên trong vẫn còn ở lớp thô vải không. Cái cởi ngựa đi, đi lúc mà ngựa mà còn chút gió bụi vậy đó. Cái ông và đi, ổng còn chưa có tỉnh hồn đó, ổng đâu có nghĩ là một đống hộp sòn kim cương này sống cầu cả chục đời còn chưa hết, mà bữa nay mình hất tóc sao mình vô mánh dữ không. Cái ông ngồi ông suy nghĩ, ủa mấy người này khôn hơn mình, giàu hơn mình, quý phái hơn mình, mà họ lại còn cởi áo, cởi hết những cái đó tặng cho mình,
mình là thằng hớt tóc, mình là cái thái gì. Cái ổng nhìn lại cái đống đó, ổng giục mình, ổng xách ngựa, ổng chạy theo mấy ông đó. Tức là ổng ngộ ra được, cuối cùng ở Bali thành Phật U Bali. Con thấy cuộc đời nó lạ không? Đó là những câu chuyện của Phật mà Su kể hoài cũng không hết. Lâu lâu hôm nay ngồi tâm tình hướng thượng, bình đẳng, hướng thượng. Bữa nào bình đẳng thì nói chuyện chính trị thế giới, còn bữa nào hướng thượng thì nói chuyện từ bi bác ái Phật độ. Thì nó có một câu chuyện, ông gọi là ông Châu Lợi Bàn Đà, rất là ngu, rất là khờ. Phật có người đệ tử đó, nói chữ trước quên chữ sau, nói chữ sau quên chữ trước, ăn nói nước miếng nhỏ nhẹ, nhưng mà được có một cái là kêu làm gì làm đó, và rất là trung thành. Cuối cùng Châu Lợi Bàn Đà thành Phật. Bồ Đề Đạt Ba rất là thông minh, giỏi làm thơ, làm văn, giảng pháp rồi râm râm râm, mà lại bị đọa địa ngục. Khi mình tu hành, mình không có cần chữ nghĩa, mình chỉ cần thành tâm, và mình cần có cái lòng gọi là buông á, không có mong cầu và không có hơn thua, thì mình thành Phật. Còn giàu cho ở thời nay nước Việt, con thấy á, mấy thầy, từ thầy nào tới thầy nào, toàn là ông nào cũng mong cầu tranh giành. Con nghĩ có thể dễ thành Phật không? Và những người mà làm náo động tâm của quần chúng, họ cũng không có dễ thành Phật. Sư phụ bị một số người hiểu lầm. Phụ chưa bao giờ nói xấu ông thầy Minh Tuệ là tà tăng hay là ma tăng hay là quỷ tăng gì hết. Phụ chỉ nói phụ có thần thông, phụ nhìn não, phụ chỉ biết người nào có hào quang thì người đó là Bồ Tát, còn người nào không có hào quang, người đó là người thường. Phụ chỉ nói vậy thôi. Vậy mà đóng người nó xuyên tạc. Sư phụ có cái chùa mà mỗi lần mà tổ chức kiết hạ khóa tu là cả mấy trăm tăng ni ở trong chùa. Những ông thầy không có hào quang, sư phụ tuy là chức ổng là chủ trì hay hòa thượng chùa ở Nam Cali hay là Virginia gì sư phụ không cần biết, nhưng mà không có hào quang là ổng tu không có đúng, thì ổng không có hào quang. Cái người thường mấy con mà tâm lành tâm tốt thì hào quang mấy con cũng sáng, sư phụ cũng nhìn thấy. Còn có những ông á, đen thui á, thì làm gì gọi là tu đúng, thì ông thầy Minh Tuệ ông chả có miếng hào quang nào hết, mà cả nước 100 triệu người cứ nói ổng là Bồ Tát. Thì cái chuyện này á, sư phụ có hỏi bề trên lý do như thế nào, thì lý do là gì, bởi vì giải thích nguyên câu là gì, tâm tánh của chúng sanh thời nay cạn kiệt, cho nên mới đi đến ngõ cụt của đạo. Đạo bây giờ xuống dốc. Tôi chỉ nói vậy thôi, không có nói xấu thầy Minh Tuệ là thầy tốt thầy xấu, hay là tu Đậu Đà hay là tu năm sao vậy. Chỉ nói là ổng không có hào quang. Còn ai nói ổng có hào quang có ngon lên đây cãi với sư. Còn tu học, khi con người mình tu đúng thì hào quang nó sáng. Sư có 7 dòng hào quang nè, kêu những nhà triết lý hay những nhà tâm linh học của thế giới. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài Đạt La Đạt Ma đã gặp sư phụ 2 lần, và những vị hòa thượng Rinpoche lớn của Tây Tạng cũng gặp sư phụ nhiều lần, ngày nào cũng nói vậy. Sư phụ có 7 dòng, người thường mấy đứa con có 1 dòng, mà mấy con chỉ mong nó màu sáng thôi là mấy con đã mạnh khỏe rồi. Nó mà ra tới màu đen, màu tối, màu tím á, mà mấy con sắp đi nhà thương á. Nổi đâu ta nắng. Này. Cho nên cái tu học nó là đi từ tâm, tâm sanh tướng. Bây giờ mình nhìn cái tướng người mình cũng biết nữa. Bữa nào mà mấy con làm gì không đúng á, cái tướng mình cũng lấp lấp le le, cũng bén lẻn, rồi cũng thiếu ngủ chừng 3 ngày thôi là cái mặt nó đen thui à. Cái đầu cũng là biến chảy nữa, mù xù lên giống như Mai Siêu Phong vậy. Còn bữa nào mà tinh thần mình phơi phới, trời ơi, cọng tóc nó rớt xuống cũng phải dán lên nữa. Thì cái đó là cái tinh thần mình nó vui. Ahem.
kéo đàn quá à ta. Mà hỏi mấy gì mấy ông thầy lên điện mẫu làm cái gì mà đánh tà bạch kim sao ngồi xa vậy con? Sao ngồi xa vậy? Gần đây nè, chỗ này thiếu chỗ mát. Ừ, ngồi đó đi, gần chứ. Mình xuống thế gian á là mình học để làm gì biết không? Tại vì trên cõi trời á, con người ta có tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, có tất cả thần thông. Thì không có già lại, không có xài tiền, ai cũng mạnh khỏe, ai cũng tướng người đẹp. Thì nó không có ai mà nói láo ai được. Chả có ai mượn tiền của ai, chả có ai quỵt nợ của ai. Ở trên đó chỉ có đời sống chan hòa và thật tình thật tâm, và không có ai tự ái nữa. Nhưng chúng ta ở trên đó hàng tỷ năm quá sung sướng, tại vì không có người nghèo, không làm từ thiện. Cho nên Phật ở trên đó bị thất nghiệp, Bồ Tát trên đó cũng bị thất nghiệp. Sư phụ xa được cha sai xuống trần để mà nhắc nhở lại tất cả các con là người có trời xuống, xuống đây để mình học những cái quý báu của thế gian. Cái quý báu là thế nào? Thì trên đó mình không có bệnh. Thì hôm nay mình bị bệnh thì mình phải thương người đang bị bệnh giống mình. Ở trên đó mình không có người bị tàn tật, thì khi mình thấy người tàn tật mình phải thương người tàn tật để mình tạo cái lòng từ bi. Trên đó không có người nghèo, không có ai cũng giống nhau, thì mình phải thấy người nghèo mình phải thương người nghèo. Trên đó không có người chết đói, tại vì Phật thánh tiên chỉ cần biến ra đồ ăn thôi, thần thông mà. Thì chúng ta thấy người chết đói chúng ta phải thương. Trên đó không có người tham quyền cố vị, chỉ có những người nào được cha phong làm chức tướng hay chức gì đó, thì chúng ta không có sợ ai bị ức chế hay là bị cũng giống như dùng quyền hành mà ăn hiếp chúng ta. Cho nên xã hội trên kia rất là công bằng, chỉ vì chúng ta không có biết trân trọng ở cõi trời nó sướng như vậy, thì chúng ta mới bị lọt xuống đây. Lọt xuống đây để làm gì? Lọt xuống đây để học. Học rồi để làm gì? Học rồi đi về nhà. Cái này đâu phải nhà của mình, cái này là một cái nơi tạm thôi, một cái gọi là cái learning curve, một cái tiếng Việt gọi là học bổ túc thôi à, chứ không phải là học luôn nữa. Tại trăm năm so trên đó chỉ có một tích tắc. Sư phụ đi xuống trần gần mấy chục nghìn năm mà trên đó có 3 ngày, kim thân vẫn còn ngồi trên trời. Thì mấy con xuống đây có một đời người là 100 năm, không bằng ở trên đó là tiếng đồng hồ trên trời. Thì mất mới thì chúng ta phải ham cái đời này. Ồ, thấy nhà kia chạy chiếc PC với xe ngon, mình cũng muốn vậy. Ồ, thấy thằng kia cất cái nhà lầu 3 tầng, cái bắt đầu mình đặt cái nhà của mình không có tiền cũng phải đi mượn tùm lum, cất lên 4 tầng để cao nó. Cái thằng kế bên thấy mày cất 4 tầng hả, tao đập nhà tao xây 5 tầng, xây ghét cả đống thằng, ai cũng mắc nợ hết. Mình không có cần thiết phải như vậy. Nghĩa là pháp thế gian không rời xuất thế gian. Nghĩa là khi mình sống ở thế gian này nè, cũng giống như ai mà tu thiền á, lên tới tứ thiền, có nghĩa là lên tới cái cảnh giới vô sắc giới. Vô sắc giới mà đạt được ở cái cảnh thế gian này á, thì là mình về trời, là mình là mới là sống theo cái tánh của mình đã học được. Có nghĩa là giống như mình thấy tài sản, mình thấy chức quyền, mình thấy mấy con người mẫu mà mình không có ham muốn, tức là vô sắc giới, tức là mình thấy mình không ham, thì về trời mình đâu còn ham nữa. Tại thế gian á, là cái ngũ ẩn, cái mắt mũi lưỡi tỷ thiệt thân ý, nó làm cho mình có những cái cảm xúc đó, nghe rồi đúng không, nghe mùi hương rồi nghe tiếng ẹo ẹo của con gái rồi mình khoái đó. Mà mình không khoái, cứ nghĩa là mình đã đạt được cái cảnh vô sắc giới rồi, là tứ thiền rồi, thì mình mới về cõi trời được.
Còn ở dưới này mình không có ai đến biểu diễn, không có ai đến kêu ghẹo mình, mà mình lúc mà mình bị stress là tự mình đi gọi là thân thổ ý bản tánh của mình đó. Mình đi tìm những cái cảm thọ đó, có nghĩa là gì? Mình tự mình đi tìm xuống địa ngục, là mình làm gì mình được về trời. Ở trên đó mình phải tập cái tánh mà khi về trời nó comparable, cũng giống giờ chiếc ghe với cái máy nó phải chạy đều với nhau. Tự nhiên cái máy yếu xìu mà chiếc ghe bự thì nó đẩy đâu có nổi. Thì con người chúng ta như vậy, xuống đây chúng ta phải học bỏ mấy cái đó thì chúng ta mới trở về. Cái công thức nó rất là logic, nó rất là khoa học và đơn giản. Thì trong kinh Phật mới dạy là pháp bữa thế gian đó, pháp tức là những cái gì mình cư xử ở đời á, những cái gì mình treat lẫn nhau, đối xử lẫn nhau và mình học ở đời á, nó không có khác gì ở cõi trời á, gọi là xuất thế gian. Còn nếu mà người mà đi tìm pháp ở xuất thế gian á mà không có hiểu được cái đó, cũng giống như đi kiếm con thỏ mà có cái sừng. Mấy con có thấy con thỏ nào có sừng không? Nếu mà không hiểu được cái sư phụ vừa giải thích, có nghĩa là một người mà tánh sống ích kỷ, là mấy clip trước có nói, sẽ chết đầu thai làm ngạ quỷ, đúng không? Một người sống mà sân si thì sẽ đọa địa ngục. Tại cái lửa nó nóng á, thì địa ngục nó nóng không? Thì khi mình chết cái thần hồn nó hút cũng như 500 vậy. Một người sống dâm dục hơn thua thì chết sẽ thành thú. Tại mấy con thú á, là mấy con đó tối ngày nó ăn về đi làm chuyện đó không, nó không ngoài ra đâu biết làm chuyện gì khác, thú. Thì khi mình cái tánh mình như thế nào mình chết y như thế đó. Còn mình muốn mà bỏ cái xác này mà cái linh hồn của mình á, nó thăng tiến, thì mình phải tập bỏ, phải buông hết. Chứ họ không có ham tiền nữa. Cái mỗi hãng nó phải cần có tiền để mình maintain cái cảnh đẹp này thì nó là tự nhiên thôi. Còn tham thêm á là không có hại. Ham thêm là đi mở hãng thêm, rồi cái chạy theo cái đó gọi là tham thêm. Còn thường có còn tài danh sắc thực thì thường có, không có ham tài nữa là có rồi. Danh cũng chả ham danh, nếu ham danh á là đã ứng cử tùm lum đây không có. Chẳng qua là được dân chúng cả thế giới trong nước họ thương thôi. Tài danh sắc, sắc tức là đồng hồ Rolex hay là gái, mấy cái này thuộc mua trước năm 2017. Còn chữ sắc chỗ này á, giải thích kỳ này luôn. Mùi mùi đến là do Phật mẫu đưa đến để mà làm sứ mệnh chung, chứ không phải là tự nhiên. Mùi mùi không phải là con gái của trần gian này, cho nên hàng đệ tử mà hiểu lầm á, phải coi lại, hiểu chưa? Có sứ mệnh để độ chúng sanh, thương chúng sanh, nhưng mà vì cái tướng mạo là nữ cho nên là bị gọi là cái đó, rồi không thích người ta rồi ghét vô, thì cái đó là một điều rất là sai lầm. 12 giới luật sư phụ vẫn giữ tròn vẹn tới ngày hôm nay, không có cái chuyện sắc, sư phụ không có ham sắc. Người có sứ mệnh, người đặc biệt, người làm việc thiên, tức là làm việc cho cha đó, chứ không phải con gái bình thường. Còn nếu ai ngoài đó mà phạm thượng á, thì cha ghi từ lời từ chữ, khi khởi tâm á, là cha biết. Cho nên tất cả các con ở đây á, lâu nay phải hiểu cái đó. Cỡ ham sắc thiếu gì, cỡ sư phụ và đại gia ở đây ở dưới mấy cái thằng là chủ tiệm vàng của ở trong Ransom, nó có một cái list mấy con nhỏ mà người mẫu ở vùng này nè, nó cần có mấy thằng đại gia bảo kê, tháng đưa nó 2,000 thôi là nó làm ghệ nhí rồi. Ông nào không có. Rồi mấy thằng ca sĩ local nó đâu có đi xin việc làm đâu, nó chỉ muốn kiếm mấy người giàu để bảo kê nó thôi. 1 tỷ luôn, nó không có tai tiếng mà chả ai biết luôn á, nó chỉ đưa chìa khóa nhà không à. Trời, mấy ông bạn sư phụ, ông nào thua cũng rành lắm, cần gì, con hiểu không? Nhiều thôi. Cho nên phải coi cho kỹ, nếu không á là khẩu nghiệp, là đại khẩu nghiệp. Tài danh sắc thực, ăn sư phụ đâu có ham ăn đâu, mấy con thấy ra nhà hàng mấy con muốn kêu gì kêu, sư phụ chứ no rồi, no bụng rồi.
thì là ngủ. Ngày nào á mấy đứa mà vô cái big group Telegram á, ví dụ 5 giờ sáng cũng thức, có mấy bữa thì bận công việc hay là đi travel á, ở một cái chỗ nào khác nó không có đúng 5 giờ á, thì mấy con tự ngồi thiền phải không? Còn ai mà ngồi thiền đúng 5 giờ với sư phụ mà của cá lý nghe, thì lúc đó cái nguyên thần tức là thiên nhãn á, sư phụ là thiên tướng kiệt, là thái tử, thiên nhãn cũng là thái tử, nhưng mà cái hồn của sư phụ gọi là thiên nhãn, thì hai là một, một là hai. Nhưng mà thiên nhãn á là Phật á, là Phật vương á, là thiên nhãn đã nói với mọi người nhiều lần, thiên nhãn lên nói chuyện với mấy con á, mấy đứa đệ tử đã chứng kiến. Thì có thằng Hữu Tính nó hỏi thiên nhãn quá ra được bao nhiêu người cùng một lúc, thì thiên nhãn nói là ta quá là vô hạn, tức là cùng một lúc cả cái quả địa cầu này kêu tên thiên tức kiệt, thì thiên nhãn quá ra 8 tỷ người đến đó để cứu người. Cho nên những người nào mà nằm mơ mà thấy sư phụ đó là thiệt á, tại sư phụ dạng người biến quá mà biến vô hạn nữa, chứ không phải biến một người là một người. Còn mấy đứa con là một hồn một xác, ngủ là ngáy, ngủ là mơ, ngủ là mộng, là khác. Mà khi mình nói những cái chuyện cao siêu này, người thường không có hiểu. Cho nên những vị thầy và những người mà hiểu về đạo Phật, tuy họ không có tin thời nay sư phụ là Chúa Xu Tái Lâm, tuy họ không có tin Phật Di Lạc thời nay ra đời, nhưng ít nhiều á họ cũng biết sư phụ là nói đúng. Nếu không nói đúng làm sao độ được 2/3 nước Việt. Ngày qua có một vị rất là lớn nói, ở nước Việt bây giờ là sư phụ độ được 2/3, tức là 70% người, 70 triệu người tin sư phụ. Nếu không tin sao tuần nào cũng cả đóng xa gần gom về núi. Trừ khi những đứa bị bên thiên ma nó dùng âm binh để mà nó gọi là truyền âm. Truyền âm tức là truyền qua cái điện thoại đó. Một đứa mà bị âm binh nói chuyện với một đứa không bị âm binh của anh Bắc Lê á, thì ổng chuyên viên là nuôi âm binh phải không? Thì cái con ma mà của anh Bắc á sẽ chạy qua cái tâm của đứa bên kia bắt điện thoại, nó cứ chạy tới chạy lui thì nó làm cái tâm chao đảo xáo trộn, trắng nói đen, đen nói trắng, chuyện đáng tin không tin, chuyện không tin lại tin. Thì cái đó là nghề của anh Bắc, ảnh là thầy pháp thì ảnh nuôi âm binh để mà ảnh phá rối cái núi, để mà ảnh làm những cái chuyện của thiên ma và của cộng sản, của Long Hoa Mặt Tạng biểu anh phải làm. Cho nên ảnh cũng là một phần tội nghiệp đó. Cho nên bữa khi mà mình có lệnh của CD đập cái nhà của ông sư phụ của ổng á, tức là nhà vàng vàng ở sau cái restroom á, thì trong đó có hai khúc gỗ gọi là âm binh. Khi mà cái đám âm binh này bị nghiệp, hồi xưa sư phụ chưa có được lệnh cha để mà giải tán anh đám âm binh, sư phụ biết mà, họ giữa chánh và tà cũng như một bàn tay à, từ núi ra. Thì đứa đệ tử nào yếu lòng á, thì bị kéo qua bển, thì chuyện của họ. Thì trong đó có những cái cột, những cái gỗ mà sư phụ của anh Bắc á bỏ vô mấy miếng gỗ đó. Họ chỉ muốn lấy mấy miếng gỗ gọi là có âm khí nặng á, để họ về họ luyện âm binh, để họ gom một cái đám âm binh mà chạy tứ tán bữa giờ á. Các ngươi đừng có hòng, ta từ bi thôi, ta biết hết. Thiên tử mà, sư phụ rất là có oai lực, nhưng mà vì lòng từ bi sư phụ không có nở ra tay thôi, cũng là chỗ quen biết mà. Chỉ có sợ hàng đệ tử nó u mê, dùng chữ là u mê mà chấp nữa, và đang bị trúng bùa. Con Nhập Phương bị hai loại bùa, bị từ ở núi Cấm và bị bùa của anh Bắc đã ém vô cái nhà của nó. Nhà nó không bán, nó không bao giờ nó ở được. Còn con Mỹ Hạnh nhỏ ở đây nè, bị hai loại bùa, một là người nó đang gửi tiền về Phú Quốc, một là bị bùa của anh Bác. Con Trinh cũng bị, đứa nào cũng bị hết, chứ tụi nó không phải là tụi nó. Cho nên mấy con lên trển không có được comment, không có được trách móc đó. Nó phải qua 6 tháng thì nó mới tỉnh táo lại. Nhưng mà nếu mà nó còn nói chuyện qua lại với mấy đứa kia đó,
thì cái con Abin nó cứ chạy qua hoài, qua về nó cũng như xe điện recharge vậy đó, con có hiểu không? Tại con Abin nó cứ nhảy qua con thoi vậy đó, nó phải calm xuống ở một mình thì quả mai nó hết bệnh, hoặc nó về núi sư phụ trị cho nó hết bệnh. Còn nếu không nó khùng khùng điên cả đời á. Tin sư phụ đi, lời sư phụ nói là có. Tại mỗi ngày sư ngồi đây sư hỏi Xích Long hỏi gì này gì kia, à con Khanh cỡ này sao nó bị điên lắm rồi, nó làm thơ nó chửi thì âm binh làm mà, và sau lưng có một thế lực diệt cộng nữa thì nó phải chửi. Tại vì những đứa mà từ bi như các con không thể nào đi sáng sớm cào cấu mà đi kiếm chuyện chửi, đâu có rảnh mà con ngồi thiền đọc kinh không sướng. Thôi chị nói, chị sợ khi mà phụ về Việt Nam á mà làm vua đó, cái núi này không còn phụ ngồi đây á thì không có ai giúp các con, ở xa làm sao giúp được. Mà cái núi này chỉ là một cục đá trong một đống đá, thì nước Việt mới là quan trọng, 100 triệu dân no ấm mới là quan trọng. Thì phụ chỉ nói ra những cái gì nó đã xảy ra và thiệt, quá thiệt, để cho các con có một chút kinh nghiệm để mà tự chống trả lại. Thấy người nào lên đây mắt mà liếc qua liếc về mà mặt mày á, thường thường ma sói hay là mấy người luyện âm binh á, họ nhìn giống như homeless vậy đó, họ bên này họ chết cha nói kiểu này chứ không muốn lên mặc áo vest làm sao ta. Mình tự nhiên mấy con mà biết tu đọc kinh á, nhìn là biết liền cái người này là người xấu người tốt, thì mình cứ lấy cái điện thoại mình quay, phải không? Quay thì là cái điện thoại nó còn mạnh hơn cây súng nữa, tại vì nó không có sợ súng mà nó sợ điện thoại, gọi cảnh sát tới bắt nó. Cho nên năm 2023 nhiều chuyện rất là, cho tới đầu năm 2024 mà cái núi này trải qua gọi là cơn sàng lọc, để cho chọn những đứa đệ tử mà tâm không có mong cầu, không có ham, rồi không có hơn thua, còn ở lại. Thì Thiên Nhãn bữa có về nói những đứa mà đệ tử hôm nay còn ở lại thì đó là những đứa đệ tử về cõi trời cùng vui với ta. Thiên Nhãn tức là sư phụ, sư phụ cũng là Thiên Nhãn, mà Hy là một vị Phật, Hy hứa Hy sẽ làm. Hy là Chúa Giêsu, Chúa Giêsu hứa 2000 năm về trước vẫn giữ lời, vẫn ngồi ở đây, thì huống hồ chi hôm nay Hy hứa. Nhưng mà kiếp này kiếp cuối cùng của sư phụ, không còn ở quả địa cầu nữa. Cha đã là cho phụ một cái mission mới, một cái nhiệm vụ mới ở một cái thành tinh khác rồi. Thường á, tâm của những kẻ phàm phu không biết tu mà lại còn cố chấp, lúc nào cũng nhớ đến những cái đau khổ, tổn thương, những cái mà ai hơn mình, cộng hành, cộng tỏi, mình cũng lăn lộn ngủ không được. Đó là tâm của kẻ phàm phu. Rồi so sánh, thấy người kia hơn mình thua súc người nọ, rồi cái mình khép chặt vào cái sự bực tức đó, rồi mình làm khổ mình. Đó là tâm của kẻ phàm phu. Còn các hàng đệ tử hội Thiên hôm nay theo sư phụ, muốn làm người cõi trời thì hôm nay phải tập làm người cõi trời. Mình không có giống như vậy. Sáng dậy mấy con cứ uống ly cà phê Starbucks, cứ phấn khởi mà diện rồi lên, môi son rồi lên, diện tóc, mỗi ngày mặc bộ đồ giống kiểu mấy tiên vậy. Rồi cứ đi lên núi tưới cây thôi cũng thấy phơi phới. Chứ còn những cái đứa mà nó theo âm binh á, và kẻ phàm phu á, họ không có cái mood đó. Sáng sớm nhiều lúc á, nó thức dậy cũng chả biết nó muốn làm gì bữa đó. Có hiểu đó không? Còn sáng sớm mình á, cũng mau mau á, chân diện cho đẹp á, lên núi, để mà mình đọc kinh, để mình nhìn cái hoa nở. Tại vì lên đây mỗi ngày con thấy
có bữa thì lên bụi này, bữa lên chỗ cây kia vậy đó. Thì lên đây cái phong cảnh và đồng thời nó có cái sự mầu nhiệm thiêng liêng vô hình, đó là cái điển thanh của cái núi, làm cho mình khỏe nữa. Muốn chi ở đây mà nội mà đi bộ từ chân núi lên đây là cũng thấy khỏe cả ngày. Cho nên chúng ta lúc trước khi lên núi, trước khi gặp sư phụ thì là phàm phu, hôm nay thì mấy con không phải là phàm phu mà là tiên nhân tiên chúng. Cho nên những đứa họ thiên hôm nay còn ở lại núi thì được phong làm tiên rồi đó. Đứa nào mà tu giỏi như kiểu mấy tiên chắc nó thành Bồ Tát quá rồi, để cuối đời còn bây giờ nó là tiên. Thì tiên chúng tại thế gian, còn chú Hữu là Bồ Tát sống tại thế gian, còn mấy đứa con là tiên sống tại thế gian. Chúng ta làm con người á thì chúng ta phải ăn, thì thân người nó có đất nước gió lửa ở trong cơ thể mình, da thịt, thì tất cả mọi thứ cấu tạo bởi những cái cây cỏ, cây lúa nó cũng từ đất, rồi đồ ăn, ngũ cốc, rau cải, trái táo, trái bơm, trái nho cũng là từ đất ra. Thì là da thịt là đất. Trong người mình mỗi ngày phải uống ít nhất cũng mấy ca nước phải không, một ao nước phải không, 8 ao phải không, thì mình phải có liquid nước thì mới có máu, máu đỏ phải không, thì đất nước rồi có nước, gió là cái hô hấp, chúng ta cần có hơi thở oxygen để mà chúng ta sống, chứ không có e, không có gió chúng ta chết làm sao. Nhưng mà trong người chúng ta có lửa tức là năng lượng, energy, cái này mới là quan trọng. Bất cứ cái gì mà không có ra lửa thì cái đó dead. Chiếc xe, cái Mori không ra lửa là xe chết, dầu cho còn có đóng bình xăng cũng không có chạy được. Cho nên trong cơ thể chúng ta cái quan trọng nhất lại là lửa. Mà muốn tạo ra lửa thì đâu, chẳng lẽ con đi lấy cục lửa con ăn vô họng hả? Đâu có đúng nữa không, nó phỏng cho miệng cho chết. Bây giờ muốn trong người mình có lửa phải làm gì? Chỉ có ngồi thiền. The only way để mà tạo ra lửa là ngồi thiền. Không phải như mình đi đói bụng mình ăn cái kẹo Snickers, ăn hai chén cơm hay tô phở là cái đó là cho cái xác thịt thôi. Rồi mình khát nước rồi mình uống cái ọc đó là có nước. Rồi mình thí dụ bị Covid, có những người bị hư phổi chỉ mang cái máy oxygen là thở được, điều là chuyện nhỏ như con thỏ, chuyện lớn là lửa. Cơ thể mình có lửa mới sống, có người không có lửa là có người sắp chết, mặt mày không có hồng hào, nó đen rồi, nó không có sinh khí, nó không có aggressive, nó không có tươi tắn, không có vui nữa. Thì muốn có lửa phải như thế nào? Khi mà mình ngồi thiền á, cơ thể của mình bình thường mình đi á thì nó không có tạo ra lửa, nhưng mà khi ngồi đúng cách, 7 cái luân xa nó nằm sau lưng trên đỉnh đầu, ngồi bắt ấn tam muội để làm gì? Đầu tiên mình hít 3 cái ra vô đúng không, cái nhắm mắt lại. Khi mình ngồi với cái tư thế mà gọi là thiền á, là bất động á, thiền không phải là ngủ gục hay thăng trầm, thiền phải là cái đầu phải tỉnh táo, mà tỉnh táo mà không nhúc nhích mới gọi là thiền. Còn mà ngồi mà cứ thả hồn lần lần á, để nó chạy theo cái cảm thọ, cái gọi là cái phê á, thì cái đó gọi là ngủ gục, không có đúng. Relax nó không có tạo ra lửa. Cho nên khi mình ngồi thiền là mình phải tỉnh nha, tỉnh như ruồi, ngồi thẳng, phải ngồi thẳng lưng chứ không phải ngồi khòm. Nhưng mà mắt thì cứ nhắm cũng được, mở lim nhim cũng được. Thì khi mình phải bắt ấn thì để cho ma quỷ nó đừng có tới, ấn này ấn rồi là ấn tam muội, ngồi giữa rừng sau nước độc, giữa nghĩa địa hay là giữa cái biệt thự của bên Âu Châu, Dracula cũng chả sợ nữa. Bắt vô
Rồi cứ ngồi thẳng lưng. Mỗi ngày quý vị cứ ngồi nửa tiếng. Cứ quán tưởng trên đỉnh đầu. Án là đỉnh đầu. Chiếc. Lệ. Chủng. Chủ. Chủ tức là chuẩn. Án, chiếc, lệ, chủ. Chủ là cái miệng làm chủ phải không? Cái miệng mình tạo nghiệp hay tạo ác là từ cái miệng không à. Chủ, lệ, lệ là cái cổ. Chuẩn đề là hai chân, chân xóa hà. Thì mình đọc cái câu thần chú đó rất là màu nhiệm, gọi là ngũ bộ chú. Ngũ bộ chú nó có nguyên câu là bộ lam, án chế lam, án mani, bát chế hồng. Nhưng mà lấy mấy khúc chót thôi, rồi bắt đầu mới tới là án, chiếc, lệ, chủ, lệ, chuẩn đề, xóa hà. Cái này là một cái loại võ công thần thông. Khi mình cứ quán tưởng cái chữ nào mà nó ngay địa điểm đó, mình làm chừng 3 tháng là trong như con người của mình á, đi ra ngoài đường ở đây có một cục hào quang, hàng mắt nó phóng qua hào quang, cái miệng phóng qua hào quang, cái cổ bảo vệ hào quang, rồi hai vai là hai tay quýnh đúng không, thì mình không có ai bất khả xâm phạm. Ma quỷ hay là thầy pháp thần thông vậy cũng không có xâm phạm mình được. Đó là cái câu thần chú. Án, chiếc, lệ, chủ, lệ, chuẩn đề, xóa hà. Thì cứ làm như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là thụ muốn nói là tạo ra lửa, thân tứ đại là đất nước gió lửa. Thì mình ngồi như vậy thì cái dòng điện, cái neutron, electron trong người mình nó quay vậy nè, mà mình không có thấy. Sư phụ thấy nó quay chung cơ thể mà nó quay đầu. Thì mỗi ngày mình generate cái dòng điện, cũng giống như chiếc xe điện thì nó cũng phải ghim điện. Cái linh hồn của chúng ta, cái cơ thể chúng ta cũng cần có một khúc thời gian để mà nó chặt điện đúng không? Chặt điện bằng cách nào? Chẳng lẽ lên trên sofa ngồi hay lên võng ngồi rồi cái để nhạc nhẹ nhẹ là chặt điện? Cái đó không phải chặt điện, cái đó chỉ là nghỉ mệt thôi. Chặt điện là phải ngồi. Mà thay vì mình nằm trên võng, mình nhâm nhi rồi gió mát, một tiếng nó không bằng ngồi thiền 15 phút. Nó còn khỏe hơn mà lại được điện nữa, muốn cái nào. Mà ngồi thì bất cứ ngồi đâu cũng được. Cứ ngồi thẳng lưng vậy. Nếu mà ai mà làm được mỗi ngày nửa tiếng thì chúng ta sẽ không có mất đi cái linh hồn của chúng ta đó. Còn nếu mà một đời người mà không có biết ngồi thiền là như thế nào, mà không có chịu học hỏi, thì chúng ta có thể đột tử và chúng ta có thể đi vào một cái thế giới đèn tối nào ở đâu mình không biết. Còn nếu mà một ngày chúng ta bỏ nửa tiếng mà ngồi như vậy, cả việc làm của chúng ta hiện tại ở Intel đi, nó cũng lên lương lên, tại vì chúng ta khôn hơn. Rồi đồng thời cái linh hồn chúng ta nó khôn hơn. Và đồng thời chúng ta set cái destination, tức là cái địa điểm cuối cùng của chúng ta là về trời. Chỉ có nửa tiếng thôi, đâu có mất gì đâu mà được mọi thứ. Và đồng thời chúng ta trị được biết bao nhiêu bệnh. Bệnh sợ hãi, bệnh mất tiền, bệnh lo cho con vô đại học, bệnh nghi ngờ vợ nó lén lút với ai, ô đủ thứ bệnh hết. Khi mà chúng ta mà làm được cái đó, chúng ta chả sợ gì hết. Chuyện gì tới thì nó cứ tới. Chúng ta có lo nó cũng chả có được gì. Con vợ mình nó không thương mình, mà mình có lo cũng vô dụng. Mình càng lo là mình càng đẩy nó đi xa. Thà để cho nó đi cho đã đi, rồi mòn chân mỏi gối thì nó quay về. Thì trong người chúng ta có bốn loại: đất nước, gió, lửa. Thì gán tạo ra lửa, chứ còn tạo ra đồ ăn tức là da thịt thì hái trái cây ăn cơm rồi là dễ rồi. Chúng ta thì thuận theo đất, tại vì đất á nó nuôi loài người. Cái đất này nè, trồng cây trong đó, thuận theo đất. Đất á thì thuận theo cái gì? Thuận theo ông trời. Nếu mà ông trời mưa nắng bất thường, làm gì có cây cối nó ra lúa. Cho nên cuối cùng cái quả địa cầu này cũng phải chiều theo ý của cha, ý của mẹ đúng không? Mọi người chúng ta sống trên quả địa cầu, không có ai nói á, là tôi ai mà chạy qua khỏi cái tay mà che mà không thấy mặt trời được á thì đâu có nghĩa là không có mặt trời, không có bầu trời. Ai mà qua khỏi bầu trời mới là khỏi ông trời, chưa chắc nữa. Cha là coi hết vũ trụ. Cho nên chúng ta nằm ở dưới như con kiến ngồi đáy giếng, con ếch ngồi đáy giếng,
hay con kiến ngồi trong cái chén. Người cai quản chúng ta vẫn là Thượng Đế. Cai quản chúng ta là Thượng Đế, không phải là Phật. Phật chỉ dạy chúng ta hiền thôi nha. Người xử phạt chúng ta là Thượng Đế. Người lo chúng ta cơm no ấm là Thượng Đế. Người cho chúng ta có sự sống là Thượng Đế. Người cho chúng ta có bốn mùa giàu có của quốc gia chúng ta là Thượng Đế. Người làm cho chiến tranh không còn nữa vẫn là Thượng Đế. Người làm cho người ác chết đột tử rồi một người tốt lên nắm cái chức tổng thống cũng là do Thượng Đế. Làm vua cũng là do Thượng Đế ấn định. Làm lính cũng là do Thượng Đế ấn định. Làm ăn mày cũng là do Thượng Đế ấn định. Làm vua chưa có hẳn là thiên tử. Nên nhớ, những ông vua mà nối tiếp của triều đại, còn ai là thiên tử, người đó bắt buộc phải là vua. Đó là lời cha nói với chúa. Làm vua chưa chắc hẳn là thiên tử. Mà ai đã là thiên tử, có rồng hộ mệnh, có long, có thiên long bát bộ, có ấn và có lệnh và có kim bài của cha ban, người đó bắt buộc phải là vua. Nên nhớ rõ, sư phụ có hết tất cả. Rồng thì mấy con thấy nói chuyện với mấy ngày mỗi ngày. Trên thế giới này không ai có rồng hộ mệnh, có một mình sư phụ có. Người nào nói có là người đó ngày mai sẽ học máu chết à. Là mấy gì gọi là phạm thượng. Cái này sư phụ từ bi, không phải là nói để mà cái sự ác trên đó. Nhưng mà luật của thiên đình á, thiên tướng, thiên binh hay là mấy vị thần á, mấy vị ra thẳng tay lắm. Con thấy không, hòa thượng thấy siêu, có bồ. Sư phụ bị tiếng ngoan, tự nhiên ông nằm cái là có hai ông tướng kè ông đi. Cái xác nằm cứng đờ, chồm. Cho nên những vị thần thánh rất là không có giống như sư phụ là từ bi đâu. Mấy vị thẳng tay lắm. Cho nên ở ngoài đó đó, các con có thể làm bất cứ chuyện gì sai, nhưng mà không có thể nói sai, không có thể vọng ngữ, không có thể xuyên tạc gì người ta, không thể muốn nói gì nói. Đất thì thuận theo trời, nhưng mà ông trời á phải làm cái gì để dạy chúng sanh. Chẳng lẽ cha phải quá ra một nhà giáo sư, hay là cha phải hóa ra ông hòa thượng hay gì để dạy? Ở Việt Nam giờ có chuyện hòa thượng có dạy được gì đâu. Cha phải cho con bởi cha xuống lập cái đạo. Trời đạo thì thuận, trời á thì thuận theo đạo. Trời thuận theo đạo thì hôm nay đạo Thiên Tâm ra đời từ năm 79 đã độ biết bao nhiêu chúng sanh. Nếu chúng sanh chúng ta mà không có chiến tranh, thiên tai, lũ lụt, hơn thua, bệnh tật, Thượng Đế cũng không có cần thiết phải cho sư phụ ngồi đây nói chuyện 5 năm nay mỗi họng nữa. Nếu chúng ta ngoan hiền đi, thì chúng ta quá sức, gọi là nghịch thiên, nghịch tử. Một cái quốc gia 80 năm không có làm gì cho dân của mình, mà chỉ làm hại thôi. Lấy hết tài nguyên rồi. Tới ngày hôm nay đấu đá lẫn nhau để mà lấy lần ngược lại. Chứ giờ đất mẹ ôm nhách còn xương sườn không, đâu còn gì cho mấy ông mới này lên. Thì phải lấy mấy ông cũ chút ống lột lưng lột túi của mấy ông ra để mà lấy lại. Tới phiên tao, bữa tới phiên mày, giờ tới phiên tao. Chuyện nó cứ đi xeo dần như vậy. Còn dân 100 triệu ai lo, ai ngó? Chả ai thèm ngó. Thế giới cũng không ngó luôn. Trời thì thuận theo đạo. Nhưng mà đạo thuận theo gì? Đạo thuận theo tự nhiên. Nếu hôm nay cái thế giới này đạo Công giáo cũng bế tắc nè nha. Bây giờ con coi nhà thờ bán quá trời thế giới. Ở bên Vatican bây giờ đâu có đào tạo mấy ông cha nữa. Tại vì tới đó là đã hết rồi. Con người bây giờ thông minh rồi. Mấy đứa con của sư phụ, ba đứa kia, nó vô nhà thờ mỗi chủ nhật. Trước khi mà nó vô là biết ông cha muốn nói gì, nó ngồi ngáp không à. Nó mong tiếng đồng hồ qua cho lẹ nó về, rồi đưa cái gỗ nó bỏ tiền vô về thôi. Tại vì ở nhà nó biết hết rồi. Còn ông cha nào mà khéo miệng á, mà giống như gọi là biết nói diễu cợt, rồi biết nói văn hoa nữa, thì còn thu hút được người ta cười vỗ tay đúng không. Chứ chẳng chả học gì hết. Cho nên đạo Công giáo cũng đến đường
bế tắc. Rồi bên đạo Phật làm sao? Mấy đứa ngồi đây là đa số đạo Phật, quá rõ luôn rồi đó. Hồi xưa cả nước tôn vinh thầy Thích Chân Quang lên trời, hôm nay đặt ổng xuống như ổng cống. Đó là một mưu mô của thiên ma. Thiên ma nó tôn vinh lên thì cả trăm triệu người tôn vinh lên, cũng giống như bây giờ ông Áo Bông, cả trăm triệu người tôn vinh lên, sẽ có một ngày á nó sẽ đạp ông Áo Bông xuống, giống như là thầy Nhật Từ, giống như là Thích Chân Quang, cũng giống như là cọng tóc cỏ, cũng giống như bao nhiêu cái chuyện mà rùm rang ở bển. Thì lúc đó là mục đích là gì? Thiên ma vỗ tay, cả đám trăm triệu tụi mày ngu quá, tao xỏ mũi tao dẫn đi đâu thì tụi mày đi đó. Mục đích của tao là cho tụi mày không có lòng tin ở Phật, không có lòng tin ở cha mẹ mình, không có lòng tin yêu nước. Tao đem tình báo qua Nam đầy nước Việt, cứ nghĩa là mất hết lòng tin thì tao thắng. Quốc gia này là của tao, tao là chú thòn, tao là chủ nước Việt. Mục đích của nó chỉ có thể vậy, ở đó mà chạy theo đi. Tại nó đưa lòng tin lên, nó đập cái lòng tin. Cũng giống như anh đại ca họ Ngô, giống như thủ dưới á, vì một chút lợi lộc gì không biết mà quay lưng ra lấy đại liên bắn ngược lại cờ vàng ba sọc đỏ của chánh nghĩa của mình. Thì cũng là vậy, đó là mưu mô của thiên ma đó, còn biết không? Thiên ma là ai mình biết rồi đó. Thì hôm nay cũng vậy, nó đưa cái gì lên á phải coi chừng. Ở bển á, một đống truyền thông bán máy điện thoại này dễ ợt, ai cũng làm youtuber được, nó free mà, miễn phí mà. Rồi nó đưa lên cho đã rồi đạp xuống. Còn Thiên Tấn Kiệt này ở núi Thiên Long Sơn, một mình một ngựa, không có ban bệ, nhưng mà lời nói là từ tâm, là thật, không có nói láo, và cũng không có biết thêm, cũng chả biết bớt. Ai á, muốn cái gì ngon á, lên đây ngồi mặt đối mặt nói chuyện. Còn ở ngoài kia chuyện xuyên tạc thế giới này á, cái người mà thành công nhất, giỏi nhất là cái người bị chửi nhiều nhất, vì chúng thanh tâm nó u mê và ganh tị tràn đầy. Nó không bị chửi thì đâu có gọi là thành công. Hôm nay cái đạo ra đời là tự nhiên. Tự nhiên là gì? Nước Việt cần có cái đạo, một cái đạo thật lòng thờ ông trời, nhưng mà học thì học thật. Và để đưa cái đạo Phật từ thời tận cùng của xã hội trở lại đàng hoàng. Và những vị thầy mà gọi là thầy đàng hoàng đó nghe, chứ không phải như ông Thích Nhật Từ, ông Trân Quang hay mấy ông nội đó, thì những vị thầy đó đang bây giờ ẩn tu, họ trở về để mà dạy lại, để mà đưa cái nền Phật giáo của nước Việt trở sáng trở lại. Chứ không phải mình nói là ma tăng hết đâu nghe con. Có nhưng mà cũng vẫn còn thánh tăng ẩn nhiều lắm. Sau này có một người vừa biết đạo, vừa biết đời, vừa biết di mạch, người đó với có lòng từ bi, lấy từ bi xóa hận thù và đưa cái nền Phật giáo trở lên, đưa quốc gia trở lên cường thịnh. Đó chỉ chính là con ông trời mới làm được. Và chỉ có con ông trời mới được lòng tất cả các phe phái. Cộng sản cũng thương, quốc gia cũng thương, hải ngoại cũng thương, quốc nội cũng thương, ở quê cũng thương, ở thành phố cũng thương, người Bắc cũng thương, người Huế cũng thương, người Nam cũng thương. Chỉ có những người không thương đó là cái đám chú thọ không thương thôi. Là vì nó muốn cái gì? Nó muốn tím nước Việt, đồng hóa nước Việt, mà nó làm không được. Vì ông trời cha không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra, mới cho Ngô Tấn Kiệt này đầu thai vô nước Việt. Là có biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng vô đó chấn nước Việt rồi. Không phải dễ đâu. Thấy thì dễ nuốt, mà nuốt vô là bị nghẹn á. Còn tệ hơn Ukraine nữa. Thì cái mảnh ghép cuối cùng sẽ làm một cái bức tranh tuyệt vời của nước Việt trong tương lai. Cái mảnh ghép đó là Thái tử Thiên Hoàng, là con trời khai thiên, tức là sư phụ. Người thường không có khả năng làm được. Người thường kể không sao đâu, để cho anh quay, quay sư phụ mà đâu có gì đâu. Chứ giờ anh lên trên YouTube lấy suốt cũng vậy thôi, đừng có quay mụi mụi là ok. Thì sau này cả thế giới khi mà có biến thiên biến địa đó, nước Việt sẽ biến thành hình trái tim không còn nhỏ như giờ. Và nước Việt sẽ thay đổi một toàn bộ một
100%. Sư phụ là người sẽ làm ra một cái bản đồ mới của nước Việt và một cái hệ thống mới, toàn bộ mới hết, cũng giống như thời Tần Tử Hoàng ngày xưa đã từng làm, để cho một cái nước Việt không còn sự bất công và không còn có sự mà ganh tị hay là người này được, người kia không được, người cứ đi cấu xé lẫn nhau, và làm cho người Mỹ và tất cả khối Âu Châu sau này phải quy phục và phải lo gắn bó với nước Việt trong tương lai. Ok, Hữu bị gió hò, không có muốn nói nhiều. Ở dưới là Phật, hôm nay nói sơ sơ, không có đụng chạm chính trị, chỉ nói tại sao đạo Thiên Tâm ra đời. Đạo Thiên Tâm ra đời là có lý do, thuận theo đời, thuận theo trời, thuận theo người. Ok, thôi xin tạm biệt nhé. Hẹn clip kỳ tới. Xin chào, bye bye. Nhưng hòa không nói đạo thù nó hoài cũng hết chuyện. Trời ơi, để ra ngoài đó nó sáng đi. Thôi con ngồi đây mà.